thứ yêu vì từ chân biên. Ôi những chiều nắng mong manh, một lời thứ anh ngọt ngào thắm. Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị. Cửa hàng có một đôi loa này bán giá 1 triệu, lý do bởi vì chép nó móc và không có e căng, gãy cái chân này không có e căng nên là bán rẻ hơn so với bình thường. Thì bác nào có nhu cầu có thể đặt hàng mua, cửa hàng gói gửi cho anh em. Loa hoạt động bình thường, zin tuyệt đối cho anh em. Cái loa này thì vận chuyển về nó hay bị móc bởi vì cái rốn này nó làm phồng ra. E căng nó chỉ cần gãy hoặc nó mất là nó bị móc ngay. Thì cửa hàng cũng cân nhắc giá để giá rẻ đi, bớt đi. Đây là một đôi loa của bộ dàn VIP đấy anh em ạ. Dàn VIP nó mới có cái màng trắng này này. Giá 1 triệu. S7GXDV. Tuyến loa đẹp keng, tuyến loa ở cái góc cạnh gỗ này anh em nhá. Đó. Góc cạnh mặt tiền cũng như mặt bên cạnh là đẹp lắm. Vuông vức. Trợt một tí ở đây thôi. Đó. Kể cả một trợt một tí đây, cửa hàng vẫn coi nó là đẹp anh em nhá. Để anh em đánh giá cả cái tuyến loa này. Đó, tuyến loa. Tuyến loa mặt tiền này, tuyến loa mặt trên này. Nó đồng đều. Anh em nhìn thấy góc cạnh đẹp không? Quá mê ly luôn. Rất tiếc là cái loa chép nó móp. Cái chép này có ấn vào thì nó cũng chả ảnh hưởng gì anh em nhá. Nói chung là nó móp thì trông nó, nếu mà bác nào kỹ tính thì không thích đâu. Nhưng mà thật ra thì giá nó có 1 triệu nên anh em bỏ qua mấy cái móp méo đây đi anh em ạ. Trừ khi anh em mua tầm 4-5 triệu thì phải nghĩ. Góc cạnh thì cửa hàng đằng sau đã đổ keo Lam Minh 2 vào nên anh em yên tâm, nó sẽ cứng cáp lắm. Tại sao cửa hàng đổ vào? Bởi vì đổ vào thì quá trình vận chuyển nó không bị vỡ. Nó có vết trắng này. Đổ vào thì nó không bị vỡ nát nếu vận chuyển. Nó gỗ công nghiệp mà. Gỗ công nghiệp giấy ép. Nếu mà không đổ vào, giả sử những cái chỗ này mà va đập cái là nó bung ngay. Thì mình đổ vào thì nó chuẩn chỉ. Loa là số series 4137 70W 4 ohm. Lỗ thông hơi mặt sau khe. Ghép vào âm ly hoặc cục dàn đều chơi tốt. Anh em nghe trong không gian nhỏ, không gian kín hoặc là ghép thêm làm loa lời, loa tay. Quên đến thâu nằm nơi chân tiến, xuân chân ngoài khe. Bác con chép anh em nhá. Dưa. Đó phải. Đâu có anh biết mình lo. Zin tuyệt đối và hoạt động bình thường. Xin cảm ơn. Đôi loa này góc cạnh quá đẹp. Tiếc mỗi cái loa chép nó mong.